dành cho cái con cọp của chúng ta, một cái con sơn lâm hóa rồng. Chuẩn bị hóa rồng này, đứng trên một cái bệ đỡ, đứng trên một cái mỏm núi và chuẩn bị hét lớn một tiếng chào các đồng đội, các cái anh em thân yêu của mình trong khu. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay trong chuyên mục tri ân khách hàng dịp cuối năm 2021 và giúp cho quý bà con chúng ta cùng với Oanh hưởng một cái Tết ấm no vào 2022, thì Oanh cùng với các anh chị ở đây là sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta, giao lưu quý bà con chúng ta một cây mai. Cây mai này thì Oanh đặt cho nó một cái tên mà thật sự cũng phải Oanh đặt đâu, mấy anh em đặt. Đây là đặt cái tên là sơn lâm hóa rồng. Và đây bà con quay chậm chậm quý bà con chúng ta để cùng xem cái hình dáng của cây này. Giống như là một cái mảnh hổ đang đứng ở trên cái mỏm đá, trên cái mỏm núi, để mà phát ra một cái âm thanh rất là uy quyền, rất là quyền lực, để có thể là tụ hội, quy tụ những cái đồng chí của mình, những cái đồng đội của mình, và họ đến để rộp xuống dưới chân mình. Nên là con thấy nguyên cái bệ nè, mà con thấy nguyên cái bệ này chi đồ rất là dữ ha. Và cái mỏm núi này đã rêu phong rồi, thể hiện được sự cổ kính và rất là uy quyền của cái con hổ của chúng ta. Quanh lại tiếp tục quay cho quý bà con chúng ta xem thêm một chút nữa nha. Đó, bà con thấy ha. Đấy. Rồi, cây dai này cũng đang chuẩn bị xù nha bà con nha, rất là đẹp. Bà con tai chi nè, rất là nhiều, làm bệnh thành nguyên một cái bệ đế rất là vững chắc cho con hổ của chúng ta, để mà chuẩn bị hóa rồng bà con nè. Còn ở dưới chân của nó là quy phục rất là nhiều cỏ cây và những cái con động vật khác ở trong khu rừng của chúng ta. Bà con thấy ở trên cái phần mông của nó, phần lưng của nó có thêm những cái sợi lông tài rất là dễ thương. Sợi lông này bà con có đem về, bà con đừng ngắt đi nha. Đó là lông dư, lông tài, lông lộc đó. Đó, còn những cái chi, những cái đế của nó bà con xem nè. Đó, rất là lực, Quanh để nó tay cái vô là coi như là không có chi bằng nó, không có mạnh bằng nó ha bà con ha. Chân nó sẽ nơm và nơm đều, để Quanh coi nơm 24 giờ không nha. Nơm đều 24 giờ hết, tạo thành một cái bệ đỡ rất là đẹp nha bà con nha. Đấy. Rồi bà con xem tiếp ở trên dùm Quanh, những cái chi của nó nè, bên Quanh chia chi rất là đẹp. Uống chi, cây này là cây thế, cây mai vàng thế bonsai, mà quên chia sẻ quý bà con luôn, đây là cây mai đại lộc, mang ý nghĩa lộc phát cát tường, rất là phù hợp với chúng ta chơi Tết nha bà con nhé. Đó, cái chi của nó bà con thấy chia đều, rất là đều nè. Đây là đầu đội vàng, tay bưng bạc, hai cái hai bên nè, thế này anh Trương anh thích dữ lắm. Đầu đội vàng tay bưng bạc, chia rất là nhiều. Và đặc biệt cây này nha bà con nha, nụ nút bà con xem một cái chi nhỏ của nó, mà nụ nút nó rất là đều nè. Đó, nụ nút nè bà con thấy nó đều hết. Và nó còn có cả luôn những cái cây bông gọi là hoa tuyết sơn, mọc từ ở trong thân mọc ra luôn nè bà con nha. Rất là nhiều từ trên xuống dưới nè, hoa tuyết sơn bà con nhé. Còn ở dưới này thì sao? Mai đại lộc này có nhiều chi, nhiều nhánh không? Rồi nó có nhiều bông không? Nói chung là mỗi một mắt lá là một cái bông, bông đặc rực luôn. Khi mà chúng ta lãi hết lá ra, nguyên một hình một con sơn lâm hóa rồng này, con hổ hóa rồng này sẽ hiện ra giống như là một mảnh hổ để ngự trị trong ngôi nhà của chúng ta, giúp ngôi nhà của chúng ta trấn an, trừ tà và rước tài lộc phú quý vào nhà một cách rất là may mắn bà con nhé. Đây, bà con thấy nè, có những cái bông hoa nhỏ rất là dễ thương ở đây. Nó giúp cho cây, giúp cho cái cây mai của chúng ta trở nên rất là đặc biệt. Quanh hay dùng từ gọi là hoa tuyết sơn, là hoa mọc ở trên núi đó bà con nè. Đấy, cái độ sâu, cây này rất có độ sâu nha, bà con nhìn vào đây nè, rất là có độ sâu á. Nhìn chiều sâu của nó nữa, sau này cái phần đế này, cái phần này nó sẽ rất là xù ra. Thậm chí là Quanh còn tặng thêm cho quý bà con chúng ta những cái cây cỏ may mắn nữa, rất là dễ thương. Bây giờ thì Quanh sẽ tiến hành đo thông số quý bà con chúng ta, để chúng ta cùng nhau nắm thông số của cây này nha. Cây này khá cao, khi giao đi sẽ đóng kiện gỗ cho quý bà con chúng ta để đảm bảo được các chi cành của nó an toàn nha. Nhiều khi nó cao hơn cả Quanh nữa đấy. Rồi, cái này 99 bà con ơi, trời ơi, thậm chí 100 luôn, quá đẹp. Cái con số này quá đẹp cho chúng ta vào chơi Tết năm 2022. Hình như là năm 22 là con hổ đúng không? Không biết. Con hổ ấy, năm 22 là con hổ là đúng. Đúng. Phải hổ, con cọp. Con cọp. Rồi, 82 cục cái hả? 82 tán ngang 82 bà con nha. Đó là những cái thông số của thằng bonsai, thì thường thường chúng ta cũng ít quan tâm tới thông số đó đúng không? Bây giờ Quanh sẽ quay cái thông số khác, đo một cái thông số khác cho quý bà con chúng ta. Quanh đo cái phần ưỡn này đi. Phần ưỡn này nó lắc đẹp quá. Thông số nè, 19, rất đẹp nha bà con nha. Sâu bên trong xíu ngay chỗ cái ụ của nó đi. 33 rưỡi nha bà con, rất là đẹp ha. Ngay cái phần hông này nhìn thấy duyên dáng ghê chưa.
Đấy, còn nguyên cái bệ này, nguyên cái bệ phóng này, đó, nguyên cái bệ đế của này thì khá là rộng rãi nha. Trời ơi, 86 nha bà con nha. Nguyên cái bệ phóng của nó 86 luôn. Đây là một cây mai, cây mai Đại Lộc. À, số lượng cánh là 36 cánh, nụ nút rồi quá đẹp. Thật sự là cây mai này cũng rất là muốn về tay của một anh chị nào đó, một gia đình nào đó, gọi là đặt bạn ấy ở giữa nhà ngay bàn tiếp khách để thể hiện được cái uy quyền của nó. À, vừa Đại Lộc mà vừa là mãnh hổ nữa, nên là Quanh thấy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt khi mà bà con thấy là ngày mùng 3 chúng ta thường hay dán ông hổ mà chúng ta dán ngay cửa nhà để trấn an đó, thì cây mai này nó cũng có ý nghĩa như vậy bà con nhé. Cây này là cây mã số C5. Cây này mã số C5. Gia đình siêu thị cây giống Willow Farm xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta với giá là 9 triệu đồng cho cây mã số C5. Giá 9 triệu đồng là một con số rất là đẹp. Thật sự ra con này Vinh Quanh, nếu mà không phải giá tri ân, Minh Quanh sẽ bán với giá là 12 triệu. Nhưng mà thật sự tri ân thì Minh Quanh chỉ tính giá cost thôi, giá chi phí của Minh Quanh gọi là đã chăm sóc nuôi dưỡng trong thời gian qua thôi. Nên là giá giao lưu với bà con 9 triệu đồng. Và cái này sẽ được bao ship hoàn toàn và ship mọi miền tổ quốc nha bà con nha. Những anh em nào trước giờ đã rất là yêu thích mai và đã hỏi bên siêu thị cây giống Willow Farm rất là nhiều về cái cách chăm sóc mai, về kỹ thuật làm mai, rồi về cái việc giao lưu mai, thì năm nay Minh Quanh sẽ giao lưu với bà con chúng ta để thứ nhất là quý bà con chúng ta nhận được một cây mai thế thần đồ rất là tuyệt vời như thế này. Cây này là về cỡ em canh bông hết rồi, cỡ 14-15 âm lịch là tháng chạp là chúng ta lặt lá là ok. Cây mai này nếu mà nói rõ hơn bà con và tốn nhiều nước bọt hơn ấy, thì Quanh nói thật quý bà con, nó cái thế của nó là nghệ nhân, họ đã làm rất là thành công rồi. Cảm ơn các anh em kỹ thuật của siêu thị cây giống Willow Farm trong quá trình chăm sóc và uống lượng cây mai này. Và cái thứ hai là nhờ cái sự tự nhiên của nó, nhờ cái sự tự nhiên của nó và nhờ cái sự xanh tốt, lực lưỡng, chi cành chia rất là nhiều, và nhờ cái sự vận hành khí trong cái cơ thể của cây mai này, nó giúp tạo nên một cái khí chất rất là mạnh mẽ cho cây mai của chúng ta, mà đặc biệt là khí chất này dành cho cái con gọi là con cọp ha. Dành cho cái con cọp của chúng ta, một cái con sơn lâm hóa rồng, chuẩn bị hóa rồng này, đứng trên một cái bệ đỡ, đứng trên một cái mỏm núi và chuẩn bị hét lớn một tiếng chào các đồng đội, các cái anh em thân yêu của mình trong khu rừng sơn lâm và bay lên trời nha. Cái này cọp đực ông ơi, có đuôi nè. Và cây này để mà giúp cho quý bà con chúng ta về chăm sóc tốt, Bình Quân sẽ tặng cho quý bà con chúng ta một chai vu mai. Còn chai siêu giáp này trị giá là 195.000. Bà con để đảm bảo cho cái cây mai của chúng ta không bị bã trầu, rồi không bị nấm khuẩn, thì chúng ta có thể mua kèm. Cây chai vu mai này trị giá 160.000. Bình Quân sẽ tặng kèm một chai vu mai để giúp cho quý bà con chúng ta giúp lá xanh dày nhé. Giúp lá xanh dày và rễ đồ nó phát triển mạnh nha bà con nha. Còn chai siêu giáp này bà con chúng ta cũng nên tậu về để giúp cho cây mai của chúng ta luôn luôn xanh tốt, ngăn ngừa nấm bệnh, đặc biệt là nấm hồng và cái bệnh tuyến trùng rễ rồi vân vân thường hay gặp ở cây mai. Quá đẹp bà con nha. Đó, Quanh xin phép bỏ xuống để đông nó mất đi cái thần thế của cây mai này. Đấy, nhìn nguyên cái bệ nè, bà con chúng ta cùng nhau ngắm lại với Quanh nha. Nguyên một cái bệ nè, với những cái chi nè, rất là uốn lượn. Nói chung là con hổ nó có 4 chi, nhưng mà bà con thấy nguyên một cái đuôi nó phía sau nè, hai cái chi chân trước chồm lên nè. Tự nhiên ở đây nè, bắt đầu nó ngẩng cái cổ nó lên, nó chuẩn bị nè, nó rống lên nè ha. Cái chân trước nè rất là thoải mái, nằm, ngồi chứ không có cần phải đứng luôn á. Chuẩn bị nó rống lên và nó chào các bạn đồng đội, các bạn cùng rừng sơn lâm của nó, để nó xin chào và bước lên một tầm cao mới. Và con này sẽ trấn an cho quý bà con chúng ta của gia chủ chúng ta trong nguyên một năm 2022, để giúp quý bà con chúng ta có một cái năm thật sự là thịnh vượng và cát tường, bằng cách là khoe bông rực rỡ vào đúng ngày mùng 1 Tết và duy trì cái bông rất là lâu. Bông Đại Lộc này thì quá ok rồi bà con ha. Cây này là cây Đại Lộc nha bà con nha. Cây này là cây Đại Lộc nha bà con nha. Rồi ok quý bà con chúng ta, nếu yêu thích cây mai Đại Lộc này, cây mai Đại Lộc là sơn lâm hóa rồng này, bà con xin phép được chia sẻ với quý bà con mã số C5 giá 9 triệu đồng và bao ship quý bà con chúng ta tặng một chai vu mai trị giá 160.000. Cây mai này sẽ được đóng kiện gỗ thì mới có thể giao đến quý bà con chúng ta được bà con nhé. Và số phone có Zalo hiện trên màn hình của quý bà con chúng ta sẽ được các bạn chuyên viên hỗ trợ cho quý bà con chúng ta trong quá trình gọi là chăm sóc cũng như là
hỗ trợ mọi cái chi tiết về cây mai của chúng ta, và con chúng ta có thể lưu lại và liên hệ với các cái bạn chuyên viên thật là sớm. Cây này thì chỉ có một cây duy nhất thôi, nên quý bà con chúng ta vui lòng liên hệ sớm nếu quý bà con chúng ta hợp nhãn và yêu thích một cái thế thần của cây mai mảnh hổ như thế này, thì bà con chúng ta vui lòng liên hệ sớm nha. Còn bây giờ thì Quanh thì rất yêu thích mai vàng, nếu mà nói về mai chắc Quanh nói cả ngày, nói khô cổ luôn á, nên là xin phép được kết thúc video chúng ta ở đây và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Quanh sẽ tiếp tục giao lưu những cái cây mai gọi là có khí chất và thần thái thật là tuyệt vời để giúp quý bà con chúng ta sung túc thịnh vượng trong năm mới 2022. Vì thế hãy đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm và cùng Quanh theo dõi những video tiếp theo bà con nhé. Còn bây giờ mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.